Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 8 và 9 tháng 6. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập không chuyên ở Hà Nội năm học 2024-2025 là thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đây là kỳ thi có quy mô lớn với tính cạnh tranh cao. Năm nay, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố dự kiến có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Bên cạnh những lo lắng của các bậc phụ huynh về tính cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sắp tới đây, thì cũng có nhiều phụ huynh băn khoăn nếu con em họ không có nguyện vọng hay không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tư thục thì sẽ đăng ký dự tuyển vào đâu? Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, năm học 2024-2025, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển học sinh vào lớp 10, cụ thể các trung tâm thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập rèn luyện của học sinh được ghi trong học bạ, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả học lại của lớp đó. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào học lớp 10, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông không phân biệt khu vực tuyển sinh, như vậy dù cư trú ở địa bàn nào, học sinh cũng có thể đăng ký dự tuyển vào lớp 10 ở các trung tâm mà mình mong muốn, bảo đảm thuận tiện nhất. Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên từ ngày 19 tháng 4. Học sinh lưu ý mất thời gian này để chủ động chuẩn bị hồ sơ cũng như tìm hiểu về các trung tâm để quyết định nguyện vọng đăng ký cho phù hợp. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, về cơ bản bảo đảm ở mỗi quận, huyện, thị xã đều có một trung tâm.